xin chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục đến với kênh Cao Trung Audio Bắc Giang. Với video tiếp theo em test thử cho bác Bình, bác ở Đắk Lắk, bác đặt bên em là hai đôi loa, một đôi loa là BMW 450C và một đôi loa 350V. Và em phối ghép cho bác thích sự đơn giản gọn nhẹ nhưng mà lại phải chất âm rất chi là hay. Đó là một dòng đẩy, nó là dòng đẩy CB Oxytic, dòng đẩy liền vang số. Đặt bên em một bộ trọn bộ luôn. Và một đôi mic xua. Một đôi mic xua hàng Mexico nha các bác nhé. Dòng này thì chất âm đỉnh cao trong các dòng mic dây và kể cả những mic không dây. Em chưa thấy những cái dòng mic nào để vượt qua được những chất âm của dòng mic này. Với dòng đẩy CB Oxytic chạy mạch Class D này với cả nguồn xung. Dòng này thì đẩy thì nó rất nhẹ nhé, trọng lượng đẩy rất nhẹ. Bởi vì nó chạy nguồn xung nên là trọng lượng của nó. Thì các bác mà muốn chọn lựa sản phẩm gọn nhẹ, đơn giản nhất thì đó là dòng đẩy này, nó là đầy đủ tính năng. Nó gồm một chiếc vang số ở trong này này. Và mạch công suất thì kéo hai đôi loa, một đôi 450C hàng vải xịn này, với cả một đôi 350V. Thì quá thoải mái luôn. Những video trước thì em cũng giới thiệu về chi tiết dòng đẩy CB Oxytic này. Với dòng đẩy này chạy hai đôi loa thì tuyệt vời rồi. Và đường mở cắm mic đằng sau nha các bác nhé. Và chạy được cả cổng quang nhé. Đây ạ, đây đường cổng quang, các bác kết nối đường TV vào đây là ok. Và giờ đây em mời các bác nghe chất âm một con đẩy này chạy với hai đôi loa này thì nhẹ như lông hồng.
Quả thực dòng đẩy này mang ra một set âm quá tuyệt vời khi đánh với hai đôi loa BMW, mà set âm rất ngọt nhé. Và báo giá cho các bác với dòng đẩy này chỉ có 4.500.000, em bao ship cho các bác trên toàn quốc. Và với đôi loa 450C hàng vải xin này, trong tình trạng đẹp xuất sắc này, với giá là 7.800.000. Với đôi loa là 4A350B này thì với giá 4.200.000 em đã tình cảm ship cho các bác. Và với một chiếc mic này thì trong chiếc hộp này thì nó chỉ có mic thôi, khi em nhập về nó chỉ có độc mic nguyên kiện nhá. Thì các bác mua mic thì em sẽ tặng các bác một cặp dây. Cặp dây này là dây ngoài, không phải là dây của mic nhá, các bác thông cảm nhá. Dây ngoài cũng là dây rất tốt. Và một cặp mic này, một chiếc mic này có giá hơn 1.000.000 thôi các bác. Vâng, các bác có nhu cầu cứ alo em qua số điện thoại 0963101338, bên em giao hàng toàn quốc. Và các bác hãy chú ý đăng ký kênh để cập nhật những video test thử. Và với video tiếp theo, em sẽ giới thiệu về nội tạng của dòng loa Onkyo hàng vải xịn như các bác nhé. Các bác hãy chú ý đăng ký kênh của em. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.